đó là bún cá Mường Nhèn tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ở đây là quán trên đường Bạch Đằng, quán cũng có từ lâu rồi. Rồi nãy chúng ta cũng sẽ tới rồi. Quán nằm ở chỗ 61 đường Bạch Đằng. Cái đường này thì đối diện với đường qua Ủy ban nhân dân tỉnh. Ở bên kia là tôi là ông giá muốn tém không ạ? Ở đây tô bún thì là mười, nhưng mà có đầu cá thì có thêm đầu cá. Đầu cá giờ nhiêu vậy cô? Đó là 4 triệu. Dạ. Nó đói luôn phải không? Còn mấy cái kia là tùy theo cái 3 triệu. Còn bình thường tô chỉ là 10.000 thôi. Ồ, giới thiệu quá rồi bán không có kịp. Không dám giới thiệu. Không mà lúc lúc nào cũng đông hết trơn mà. Đây mới có buổi sáng một chút rồi là rồi không có chỗ để đãi xe đâu các bạn. Cái gì nó chét cái cổ tôm đó. Em nó sốt. Em sợ sáng nay đi không được. Em cho nó uống cho nó. Như lâu rồi phải không? Mày muốn hay chị trong nhà hả? Tôi đâu có hay đâu, tôi nói sao không thấy có chị bán đâu mà không thấy ổng. Uống bạn ngày trước á. Ta đang còn nói chuyện tình yêu mà nãy nghe tối nay mấy cụ ta ra mấy chuyện tình yêu dân dân đó. Cô cũng thấy bữa nào cũng ngồi ở đây cũng hơi nhiều á. Nguyên nguyên cái đồ của cô mà đây là chuẩn bị đi thi luôn á. Ơi chưa gì đâu. Vừa sáng ăn nên là chúng tôi phục vụ nhân viên hay là đàn tháng thôi thôi cái đám cưới thì bài đó, bài múa đó là mình không có cái bài đó đám cưới đúng không? Bài đó chưa làm được trên cái bài đó đám cưới. Thank you.
Dạ. Thế người lại quay quay hoài. Rồi cảm ơn các bạn. Có gì thì ghé số 61 mình làm nhé. Mọi người.